xe mô tô biển kiểm soát 17B00653 do chị Trần Thị Phượng, sinh năm 1996 ở Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình, chở theo chị Trần Thị Thêu, sinh năm 2002 cùng quê, đã va chạm với xe container biển kiểm soát 15C16631 kéo rơ móc 15R13550 đi hướng Triều Dương về thành phố Hưng Yên cùng chiều xe ô tô. Hậu quả, chị Thêu tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Tiên Lữ có mặt tại hiện trường phân làn giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.